Hình ao nha. À, để cái kiên kia là không ghi sao.
lỡ là luật lỡ của bọn anh á. Cái gì ăn xanh cho mình thì có lặng hay cũng mà xanh biết là chắc chắn có nhiều ca quay sinh nhật mấy đứa mà nhiều nhiều hay ghét thứ bảy mà thường thường là tháng năm là hay vô mấy ca đã
bên mình á kìa. Thế hả? Cái gì? Cái ít lực ấy. Hà Long em ơi. Trời ơi, chị thấy cây nhà của mình chị vô bị lậu mấy cây luôn. Thôi 7 phút rồi. Rồi sợ. Tưởng 10 phút rồi chứ.
cái video mà của cái thằng cu mà mình đi vừa rồi mình đi lăng cô nó mình quay xong mình đi lăng cô á, số máy quên chạy bụng nó đã ba mấy á, 13 phải không? Như chưa tới. Chị đi tìm bây giờ nó hư bây giờ bao nhiêu nhé, chụp hình là biết tìm cái là đây có vuông hả, cũng vui chứ, nhưng mà mày đúng không? À, bữa hôm qua là không làm hàng luôn à. Chị mới gửi cho em gửi 5 cây cho họ kìa, cho cái con nó em mua 5 cây. À, nó được nhiều không? Do bữa hôm qua. Chị dặn rồi hả nghe. Đi làm mấy em đó em tính như hồi xưa đi đó. Cái cãi rồi đập chừng. Nhưng mà rửa đi không chở bà Na đi làm cô được rồi. Được thôi gì đâu sao lâu rồi. Chị cũng ăn được sợ gì không biết khi mua luôn. Đứng đó kìa, quay ấy, chị nặng thì sướng hơn ngồi á, chị quay là chị thấy gì cảm giác như là nó giống như che á, nên chị nặng chị không. Chị cứ lấy bình thường, còn họ thấy cánh họ tự động họ đứng lên thôi. Thì là nói chuyện là thấy là ngồi vậy sợ nó không có video đẹp ấy. Thế là sợ nữa thôi, nếu về tùy theo chỗ, ví dụ như chỗ này mà ngồi là chắc chắn là video nó sẽ bị xấu liền. Anh ơi, bật số 3 đi, anh nóng quá. Cho nên cũng tầm thường ngồi này. Nhưng mà chị sướng quá, sướng biết ngồi phóng này cũng ok, ba con mụn ra rõ ràng rồi.